Xin chào tất cả quý vị và các bạn. Hiện nay trên thị trường ấy sử dụng rất nhiều các loại động cơ mà nó cũng cái mặt bích của nó sử dụng những dạng van như thế này. Đây anh em nhé. Nên thông thường một số anh em khi mà mua loại động cơ như này ấy, mà nó bị đứt dây đây hoặc là nó bị cần phải tháo ra thay bi ấy, hầu như anh em gần như vứt đi nếu không có cái van tháo. Mà cái van tháo ở đây đa phần ở trên thị trường là không có bán nhé. Thì anh em có thể chế cái van như thế này để tham khảo này. Đây. Đây chính là cái van tháo nhé. Đây anh em đóng có thể xoay nó ra theo chiều ngược chiều kim đồng hồ để tháo được cái nắp ra nhé. Đây em, đây van nó sẽ có ba chấu để mình có thể tháo nó ra được như thế này. Đối với các cái dòng động cơ này ấy, mặt bích nó thường là sử dụng gen, anh em lưu ý nhé. Nó dùng gen và vặn vào theo chiều thuận chiều kim đồng hồ, vặn ra ngược chiều kim đồng hồ. Và mỗi loại động cơ nó sẽ có những cái dòng nắp nó khác nhau thì chúng ta sẽ phải chế các cái van tháo sao cho phù hợp nhé. Đấy, ra rồi đấy. Đây, đây là cái van của nó nhé, anh em lưu ý nhé. Cái van này sử dụng ba cái đinh nở sắt nhé. Đây, anh em hàn chế hình tam giác này để tháo ra nhé. Thì nó sẽ tháo được. Đây, tôi sẽ rút hẳn ra để anh em xem cái van đấy, anh em xem và tham khảo nhé. Đây. Đây là cái nở sắt này. Đây. Và anh em chế cái tay đòn này để đóng nó thuận tiện nhé. Thuận tiện. Đây tôi chế cái van này để chuyên dùng cho các dòng động cơ như này nhé. Đối với trường hợp mà anh em mà muốn sửa cái động cơ như này thì bắt buộc anh em phải chế cái van nhé. Chứ anh em mà đóng là nó hay sẽ bị hỏng cái nắp này ngay. Đấy. Nếu anh em xem video cảm thấy cái video này có ích thì đừng quên like và đăng ký kênh nhé. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh em ở video tiếp theo.